Chào mừng các bạn đã quay trở lại với VGBN Channel. Đây vẫn là số hỏi đáp bình thường thôi các bạn ạ. Và hôm nay chúng ta có 2, 4, 5 câu hỏi. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay video này để cùng tìm hiểu những câu hỏi đó nha. Xin mời. Bạn đầu tiên được lên TV là bạn K nè. Bạn có hỏi là cho em hỏi là Acer Nitro 5 Eagle với mã là AN515-5754MV có xuất được màn hình rời không? Ok, đối với cái mã này của bạn thì con này nó có một cổng xuất hình duy nhất là cổng HDMI 2.0. Dĩ nhiên là nó có thể xuất ra màn hình rời bên ngoài bình thường. Tuy nhiên là quay trở lại câu hỏi này thì các bạn hỏi tụi mình rất là nhiều là những con laptop có xuất ra màn hình rời hay không thì đa phần những con laptop đều xuất được hết các bạn ạ. Chỉ là bạn nên chú ý về cái cổng kết nối của nó có phù hợp với cái màn hình hay không thôi. Chẳng hạn như là có những con laptop mà nó không có luôn cả cổng HDMI, không có cổng DisplayPort mini, cũng chả có cổng gì để xuất hình cả, thì các bạn nhìn thấy trên đó chỉ có hai cổng C thôi, thì nó xuất ra cổng nào? Chính xác là cổng C đó luôn thôi các bạn. Vậy thì cách nào để biết được là con laptop đó xuất ra được màn hình rời ở trên cái cổng nào thì bạn có thể lên trang chủ của nhà sản xuất ha, để bạn xem coi là cái cổng đó, giả dụ như nó là cái cổng được ký hiệu như là DisplayPort ha, hoặc là Thunderbolt, hoặc tương lai xa hơn có thể là USB 4 luôn, thì bạn có thể tham khảo cái thông số này rất là dễ dàng trên trang chủ nhà sản xuất. Chỉ cần nhập cái mã của con laptop của bạn chính xác lên trên Google, xong bạn tìm tới trang chủ nhà sản xuất thì bạn sẽ biết được thôi. Hoặc là đơn giản bạn tới cái nơi bán rồi xong rồi bạn hỏi anh em kỹ thuật ở đó, khi mà người ta tư vấn cho bạn thì người ta sẽ tư vấn rất là kỹ cái vấn đề này. Và chưa kể trên trang web bán hàng của những cái trung tâm bán lẻ này thì cũng đều có viết những cái thông tin này rất là hữu ích cho các bạn ha. Cảm ơn bạn. Và câu hỏi tiếp theo thì bạn mang tên là Anubis, bạn có hỏi là mọi người ơi cho mình hỏi ngu là giữa Ryzen 7 4800H với lại i5 11400H thì con nào ổn hơn ạ? Thiệt ra không có câu hỏi nào là hỏi ngu với các bạn, thì ra là anh em không biết cái gì thì mình cứ hỏi thôi, cho nên là cứ mạnh dạn ha, đặt câu hỏi phía bên dưới. Còn bây giờ quay trở lại câu hỏi của bạn á, thì hai mẫu CPU này được trang bị ở trên laptop nào thì bạn lại không nói cho mình, tại vì trên mỗi một dòng laptop thì cái lượng TDP mà nhà sản xuất người ta quy định cho từng CPU là khác nhau. Tuy nhiên là đứng trên góc độ là một người reviewer đánh giá chỉ thiên qua về những cái trải nghiệm, và cũng như là nếu như mình nhìn thông qua về spec á, thì mình thấy là con Ryzen 7 4800H nó vẫn là một con CPU rất là mạnh, nhiều nhân luôn và sử dụng rất là tốt cho đa tác vụ. Còn đối với lại con Core i5-11400H là một con CPU có đơn nhân rất mạnh, và khi mà các bạn chơi game á, thì đơn nhân nó sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều, bởi vì khi này nó kết hợp với con GPU nó sẽ cho ra FPS cao hơn. Tuy nhiên là nếu như mình bàn qua cái vấn đề này thì nó sẽ còn liên đới tới một cái vấn đề nữa là con GPU của bạn ở trên cái máy nào, nó được mở TDP bao nhiêu nữa thì chúng ta mới có thể đánh giá được cái hiệu năng tổng quan của cái máy. Tuy nhiên là nếu mà đứng trên tác vụ tầm trung lại mình nói tổng đi ha, là nếu như bạn đang chơi game thì mình thấy là con 11400H là con Core i5 nó vẫn có một cái lợi thế đơn nhân tốt hơn. Vậy nên là khi mà các bạn chơi những game, đặc biệt là những game eSports như là CSGO, Valorant, Apex Legends, mà nếu mà kẹp với lại những con 3060 á thì nó trả ra cho bạn một lượng FPS nó vẫn ổn định và cao hơn. Còn đối với lại con 4800H, khi mà các bạn chơi những cái tựa game và các bạn còn muốn streaming nữa, hay là thậm chí là các bạn còn mở nhiều tab và đa tác vụ, thì con Ryzen 7 của chúng ta lại có cái ưu thế lớn hơn. Vậy nên là sau này khi mà các bạn hỏi tụi mình về những con CPU trên laptop á, thì bạn có thể cho tụi mình biết thêm thông tin về những con laptop mà các bạn đang hỏi cụ thể cái mã nào, để mình có thể là so sánh trực tiếp cái TDP cũng như là TGP của con GPU để có thể trả lời chính xác cho các bạn ha. Cảm ơn bạn. Và câu hỏi thứ ba nữa từ bạn mang tên là Lê Hoàng Dương. Bạn có câu hỏi rất là nhiều anh em thắc mắc luôn liên quan tới Wi-Fi trên Windows 11. Chào Given, cho mình hỏi là máy của mình Win 11 lúc mới khởi động thường hay mất kết nối Wi-Fi, biểu tượng trái đất, phải tự kết nối thủ công và sau đó thì Wi-Fi bình thường, không bị mất kết nối, lúc nào khởi động lại máy cũng bị hết, mong Given giúp đỡ. Ok, tại vì cái vấn đề này thì thường ở trên Windows 11 nó lâu lâu nó bị lỗi các bạn ạ. Đối với mình thì lâu lâu mới bị thôi. Còn đối với bạn ấy, tình trạng này nó xảy ra thường xuyên thì mình nghĩ là bạn nên về cái phiên bản Windows 10 để cho nó khắc phục được cái tình trạng này. Thậm chí là khi mình đã update Windows 11 lên bản 22H2 thì nó vẫn đang còn cái tình trạng này ha. Và khi mà mình sử dụng á, đối với lại cái trải nghiệm cá nhân của mình thì thiệt ra nó cũng khá là khó chịu đó các bạn ạ. Tại vì thường các bạn sẽ muốn là Windows nó nhận sẵn Wi-Fi cho các bạn. Nhưng mà đối với mình thì nó thiệt ra không có quá ảnh hưởng, tại vì mình ít gặp lắm các bạn. Mình sử dụng một con laptop ROG Strix G14, mình xài một khoảng thời gian trong tầm 3 tuần thì cái tình trạng này nó xảy ra chắc được 1-2 lần thôi. Còn đối với lại anh em nào mà thiệt sự nó quá là phiền đi thì anh em có thể thử về Windows 10 để coi coi là khắc phục được cái tình trạng này không. Nhưng mà mình cũng không recommend cái cách này cho lắm. Thì anh em cứ thử sử dụng cái mạng LAN đi, cắm trực tiếp vào máy, cắm cái phạt vô cái rồi mỗi lần khởi động lên là nó nhận mạng luôn thì nó cũng đỡ phiền cho anh em rất là nhiều. Còn Wi-Fi thì kiểu đi ra cà phê thì mình tự kết nối thủ công, hay là đến trường học thì mình mở lên để mình xài thì nó sẽ tiện hơn các bạn nha. Và câu hỏi tiếp theo để bạn mang tên là Đức Mini, chắc là bạn cũng mini cho nên là bạn đặt cái tên này, hay là bạn đặt theo tên của ghệ bạn đây.
Bạn hỏi là cho mình hỏi là cái nhấp nháy đằng tam giác đằng sau anh Thái Bình được gọi là cái gì và mua ở đâu. Rồi rất là nhiều anh em nhắn tin riêng cho mình hỏi về cái thiết bị ở đằng sau tụi mình á để trang trí luôn á, thì nó đúng nghĩa mang tên là Nanolip. Những cái đèn này thì nó là cái đèn mà anh em sẽ thấy rất là nhiều ở trong những góc setup của game thủ hay là streamer nước ngoài á, mấy cái ông mà nhiều tiền ấy. Tại vì những cái thiết bị này cũng tương đối là mắc tiền. Tuy nhiên là nếu như anh em thực sự là muốn mua và cũng như là thực sự muốn trải nghiệm nó thì anh em có thể ghé qua showroom Given Hoàng Hoa Thám. Hiện tại tụi mình đang có trưng bày ở một cái góc Asus ROG á, có một cái chữ ROG, chữ ROG á, để các bạn thấy đợt trước là mình cũng có làm một cái video review. À đây, bạn bấm ở trên đây coi lại cái phần đó ha. Thì ở trong đó mình đã nói cho các bạn rất là nhiều về tính năng của Nanolip rồi. Ở trong cái video này thì mình giới thiệu sơ với các bạn một chút xíu. Đầu tiên đó chính là khi mà các bạn mở cái Nanolip đó thì các bạn sẽ có cái tính năng là nó sẽ chớp theo cái tiếng nói của bạn á, chớp theo cái âm thanh ở ngoài môi trường. Ví dụ như mình vỗ tay, cái này nó chớp lên, nhưng mà mình im thì nó không phản hồi gì cả. Hoặc là nó sẽ có những cái tính năng như là wave sóng nè, rồi đồng bộ với lại cái màn hình của các bạn, đồng bộ màu sắc màn hình của bạn. Giả dụ màn hình của bạn là màu tím đi, một cái hình nền màu tím thì nó cũng sẽ có màu tím luôn. Giả dụ như là cái góc gaming của bạn, bạn muốn set cho toàn bộ RGB ở trong cái phòng của bạn là màu tím hay là màu xanh hay là màu vàng gì đó, thì cái Nanolip của nó cũng sẽ đồng bộ y chang như vậy luôn. Nhìn chung là một cái thiết bị dùng để trang trí góc gaming và làm việc rất là đẹp và cũng như là hay ho luôn. Vậy nên là các bạn có thể tham khảo cái video mà mình đã có review cái góc đó. Và cũng như là nếu như muốn mua hàng, có thể ghé qua Given, đặt cái đường link mà tụi mình đang có để phía bên dưới về sản phẩm Nanolip để mua hàng nha. Cảm ơn mày rất nhiều. Và câu hỏi cuối cùng đến từ bạn mang tên là Khai Nguyễn. Và câu hỏi là so sánh Asus TUFDAT F15 2022 với Asus TUF A15 thì con nào ngon hơn ạ? Đối với mình thì hai con laptop này nó nằm ở hai cái trường phái rất là khác nhau, tùy thuộc vào cái nhu cầu sử dụng của bạn cũng như là sở thích chọn mua laptop của bạn mà bạn chọn con nào ha. Đầu tiên để mình nói về con TUF A15 2022 trước đi. Đây là một con laptop, nó thiệt sự cái thiết kế bên ngoài nó cũng khá là mỏng gọn, khá là đẹp đấy. Tuy nhiên là một con laptop nó thì hơi gai góc một chút xíu và có một phần nào đó khiến cho mình cảm thấy là chưa thực sự là thẩm mỹ lắm. Và hiệu năng của con TUF A15 này là một cái con được ưu tiên về hiệu năng, tức là P trên P về hiệu năng, performance trên price á, nó rất là tốt và cũng như là cũng khá là mát mẻ. Đấy, và nếu như các bạn chơi game thì bạn có thể chọn TUF A15 2022. Còn nếu như bây giờ mà bạn là một người yêu cầu cao về ngoại hình của một laptop và cần một cái sự mỏng gọn, nhẹ nhàng, đẹp đẽ, thanh thoát một chút xíu thì bạn có thể lựa chọn tới những con TUF Dash F15 2022. Đối với lại TUF Dash F15 2022 tụi mình đã có review cho các bạn trong một video clip rồi, cũng rất là chi tiết về ngoại hình của nó luôn, những cái thay đổi về ngoại hình nè, những cái cập nhật về thiết kế này, tản nhiệt này, hiệu năng bên trong và cũng như là trải nghiệm sử dụng bình thường hàng ngày, pin vọng các thứ, mình đã có một video review rồi. Bạn có thể tìm lại trên kênh GVN để xem kỹ về cái con laptop này ha. Còn về giá thì nếu như xét cùng trên mặt bằng chung là cùng một cái mức giá đi thì mình thấy hiệu năng của con TUF A15 nó vẫn khiến cho mình cảm thấy thỏa mãn hơn. Còn đối với bạn là nếu như bạn ưu tiên về cái ngoại hình thì bạn có thể lựa chọn TUF Dash F15 2022 nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Vậy là mình vừa mới trả lời cho các bạn hết 5 câu hỏi ngày hôm nay và cũng đều là những câu hỏi liên quan tới sản phẩm và những sản phẩm này rất là hot các bạn ạ. Các bạn quan tâm về sản phẩm nào ở trong cái số hỏi đáp này và cũng như là bạn có thêm câu hỏi thắc mắc nào thì cũng đừng quên để lại comment phía bên dưới, tụi mình sẽ đọc hết đó để chọn ra những bạn được lên TV lần sau. Còn bây giờ thì cảm ơn bạn đã theo dõi video đến tận giờ phút này và cũng đừng quên để lại một like, một share, một subscribe, như là một sự ghi nhận trong công sức của tụi mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Peace.